Cũng trong ngày 9 tháng 10 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp Phòng Tài nguyên, Thành đoàn Châu Đốc và Ủy ban Nhân dân phường Núi Sam tổ chức tập huấn hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho 200 hộ dân ở khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam. Tại buổi tập huấn, các hộ dân được phổ biến kế hoạch, phương án tổ chức triển khai chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Châu Đốc, bước đầu thực hiện thí điểm cho 200 hộ dân ở khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam nhằm hướng dẫn người dân cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cũng như quy trình thu gom, vận chuyển chất thải sau khi thực hiện phân loại, cách phân loại rác, phương thức thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời trao tặng mỗi hộ 2 thùng rác, 6 ký túi ni lông, dễ phân hủy, màu xanh màu vàng để vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Buổi tập huấn là hoạt động bổ ích góp phần giúp cho các hộ dân trên địa bàn khóm Vĩnh Đông không ngừng nâng cao nhận thức trách nhiệm của mình trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt, từng bước hình thành thói quen, tự giác thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại gia đình, đồng thời tiết kiệm, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.